Ở tập trước, Los San vẫn tiếp tục bị Robot và Red lợi dụng để tiếp tục âm mưu tiêu diệt team 404 và Gangster. Trong khi đó, người trong bộ đồ trắng này là ai mà khiến San Yu phải ra mặt khuyên răn? Còn bên này, Los San đã gặp người đầu tiên trong team 404 đó là Error San. Thấy San đen thất thế, bóng đêm liền vào tham chiến. Trong trận đấu tay đôi thì bóng đêm chiến thắng, nhưng khi có lưỡi hái đa vũ trụ thì Los San rất mạnh. Lúc này, người tiếp tục tham chiến lại là San Giáp Hồng. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt thì San không thể trụ nổi trước lưỡi hái của Los San. Sau đó, tưởng chừng sẽ có trận chiến hấp dẫn giữa Alpha và Los San thì bà Dê ngăn cản. Los San không tin những lời bà Dê nói và định tấn công bà Dê, thì Chaga không thể đứng nhìn nữa mà dạy cho Los San một bài học. Thì ngay lúc này, người bạn chí cốt của Los San đã xuất hiện. Đó là Los San. Liệu mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn xem tập 122 này nhé. Tập 122, 404 đâu phải mạnh nhất. Roshan, sao nó lại xuất hiện ở trái đất này? Đáng lẽ phải ở ít theo chứ. Đến vậy nè con gái, đi với mẹ. Tạm thời mình lánh mặt chỗ này thôi. Hả? Hình như là Roshan. Đúng rồi, đúng là bạn rồi. Không ngờ bạn lại xuất hiện ở đây. Hả? Tôi tưởng bạn không biết nói chuyện. À, tôi chỉ nói chuyện khi tôi thích thôi. Mà công nhận cây đao của bạn ngầu hơn cái lưỡi liềm của tôi luôn. Ủa, sao mình ở trong này? Mình nhớ là đang đánh nhau, bà Dê kêu mình về, tự nhiên trong này luôn. Ủa, ba, thả con ra đi ba. Ba. Hả? Chị thương cho người lửa hả? Là sao vậy ba? Cảm ơn ông Gatter. Nhờ ông mà tôi đỡ hơn nhiều rồi. Chào ông bạn già. Người lửa đã khỏe rồi à? Nếu vậy thì hai người hãy đi gặp Red để hóa giải mối hận thù không đáng có này đi. Tôi e rằng nếu để lâu, mọi chuyện sẽ đi quá xa đó. Hai người nhớ cẩn thận đó. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi chỉ phục cục lửa nhỏ xíu thôi, ai ngờ cháy nguyên căn nhà. Tôi xin lỗi. Để ông Gaster, tôi mới đến đây xin lỗi ông. Chứ tưởng tôi sợ ông thật à? Không chỉ nói đâu. Khả năng của ông không biết thắng nổi tôi không, mà đòi đứng ngang hàng với ông Gaster à? Còn lâu. Được lắm ông già, tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ hỏi. À, sao lại có thể như thế được? Lửa của ta. Đừng dội đắc ý ông già màu đó.
Hãy xem cú đá của ta. Muốn gặp kia. Trời ơi là trời, sao mày ác dữ vậy? Đường đường là một tiến sĩ lại có những trò hèn hạ giờ bẩn như vậy. Được rồi, đã vậy thì ngươi phải chết. Đó là hậu quả của việc chơi bẩn đó tiến sĩ Red à. Hắn đang làm gì vậy? Thở ra. Dừng lại. Như đó là đủ rồi đó tiến sĩ Red. Chuyện nhỏ mà ông cứ xé ra to. Tôi là ai không quan trọng, chúng ta là người lớn, đừng có thù dai như. Cứ thử xem. Cây thì chứ, bộ đó hang gì mà hù cả. Cứ mình vô là hắn rồi. Hả? Sao mình thấy cái đó quen quen vậy Lost? Hả? À, mình nhớ rồi. Cái đó là bình nước mà mình nói với bạn bộ phẩm đó. Bạn giúp mình lấy nó nha. Nha. Nhanh đi. Ê, bạn nhỏ, cho hỏi cái này nè. Cái gì trời, đứa cầm lưỡi hái, đứa cầm đảo gừa. Ê, bạn nhỏ, chạy đi đâu vậy? Ê, ê, bạn nhỏ, giờ tôi với, có làm cái gì đâu mà chạy như vậy? Nhanh lên bóng đêm ơi. À, anh trai đây rồi. Anh trai ơi, có chuyện lớn rồi. Có hàng Lossan và Rossan đang tìm anh để muốn tiêu diệt anh đó. Anh cẩn thận nha. À quên nữa, anh nhớ chỉ thương cho San đang đi. Nó bị Lossan đánh trọng thương rồi. Bỏ nó xuống đi bóng đêm. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Từ từ bạn. Tránh ra bóng đêm. Dạ, em hiểu rồi. Anh cẩn thận nha. Có sao không xanh đen? Không có sao. Khỏe ghê, yên tâm. Ok, vậy thì tốt rồi. Bây giờ mình và bóng đêm sẽ kiếm hai đứa nó, trước khi hai đứa nó kiếm anh trai mình. Ghê vậy, thôi đi đi. Bạn ở lại cẩn thận nha. Đi thôi bóng đêm. Hai đứa bay mới cẩn thận á. Ta biết lý do vì sao con đến gặp ta.
Thật ra Lossan và Rossan đã bị robot và Red thao túng để chống lại con đó. Nên nếu có xung đột, con cũng đừng quá tay với Lossan nha. Mong mọi chuyện không đi quá xa. Gì mà sầm vậy Tim? Có hai thằng viên hồ cũng cầm dao giết chém em kìa. Gì? Viên hồ. Giang hồ mà dám tới nhà pháp sư quậy hả? Đâu con giang hồ nào bước ra? Wow! Giờ tính sao pháp sư? Chạy làm gì? Hả? Cái ông này, ông làm gì vậy? Tim! Ê, bạn nhỏ, hỏi cái này đi. Hả? Đi ra, bình nước của tao nha. Tim muộn đi. Pháp sư ơi! Ê, nó nghe. Ê, cho mượn coi cái. Ê, ông kia đứng lại. Đứng lại, cho hỏi nè. Ê. Tôi đã nói đứng lại, thì đứng lại đi. Làm gì té cho cực vậy nè. Gì vậy? Ê, hào không thù quán gì nha. Hào không thù quán gì nha. Đừng làm nha. Đừng có đi. Tôi mượn xài thử thôi mà. Xài thử nè. Xài thử không Lost? Ủa vậy thôi hả? Ừ vậy thôi. Ủa gì vậy mấy ông nội? Xài thử không? Mát lắm. Cái gì? Sao lấy bình nước của pháp sư? Hả? Ngươi là pháp sư? Đúng rồi, tôi là pháp sư nè. Pháp sư gì? Pháp sư ghen tôi chứ gì? Có vậy cũng hỏi nữa. À, thì ra là ngươi. Đứng dậy ta nói chuyện này. Đi dậy mấy chú. Đứng dậy nói chuyện gì? Ngươi chính là người xấu, hại biết bao nhiêu người. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi. Ủa bạn mới nói gì vậy? Hả? Cho mượn cái đi. Trời đất nóng quá hả? Nãy giờ thấy pháp sư diễn hề nên khinh thường đúng không? Giảng lỏng mà pháp. Gì nhanh vậy ông nội? Bò cũng siêu cấp. Có giỏi thì nhào lại lần nữa. Hài quá hả? Hài thiệt. Cái thằng gặt luôn muốn này. Rồi sao hả bạn? Bạn làm gì vậy? Chí khỉ hả? Thấy diễn hề mà kinh thường hả? Cũng khá đó thằng pháp sư. Hãy thưởng thức cú nắm đấm siêu cấp của ta. Kẻ xấu xa như ngươi không xứng đáng có mặt ở trái đất này. Ta sẽ thay trời hành đạo. Cái gì vậy? Hả? Hắn đã biến đổi rồi. Mày xong mày rồi con, pháp sư siêu cấp nè. Dòng chọn pháp thuật. Tào lao. Ủa, pháp sư siêu cấp gì kỳ vậy? Pháp sư để em. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Trẻ châu hốt xác. Ủa? Ê! Hai đứa kia! Đứng lại! Hả? Thôi được rồi Lost, dừng lại đi. Nhìn bọn họ không có giống người xấu đâu. Cậu không biết đâu, bọn chúng là người xấu đó. Để mình tiêu diệt tụi nó. Đứng lại. Đi đâu mà giỏi mà vàng, mà dắp phải đá, mà quàng phải dây. Dừng chân ghé lại. Im đi! Tránh gà chỗ khác coi. Ê, ai cho đi? Đụng tới bạn của Bành Thi Mô là đụng tới mơ rồi đó, hiểu chưa anh bạn? Đi ra. Ấy. Sao đứng im vậy? Thấy Mô đẹp quá, sợ rồi hả? Tránh ra, đồ khùng. Thằng này,
nó không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Ôi, đã vậy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kim cương bất hoại. Ý vậy? Ý. 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 Hả? Sợ chưa hả thằng nhóc? Sợ à? Sợ. Xem vũ khí đa vũ trụ của ta nè. Hay lắm gì vậy? Trời ơi, ba cái lưỡi liềm gặt lúa mà hù tao hả? Ý. Ý. Ủa? Hơi đau quá nha. Không ngờ cái lưỡi hái của nó phá được cái kim can của mình. Thôi được rồi, mình phải chơi hết sức với nó thôi. Thôi, dừng lại đi. Ây dạ. Đừng đánh nhau nữa. Trời ơi, anh đẹp trai bữa hổm nè. Trời ơi, em kiếm anh hổm gài đó. Trời. Anh ơi, cưới em đi anh. Anh đi, hả? Đi ra. Wow, tôi tưởng bạn ra làm hòa, ai ngờ bạn xã còn hơn tôi nữa. Ông cứ yên tâm, tôi còn ghét tụi nó hơn các ông nữa. Mặc dù 404 rất là mạnh, nhưng hôm nay chúng ta đã có thằng này, Rosan. Chào ân nhân, đây là người bạn chí cốt của con. Chạy thần nó già luôn á. Nó tên là Rosan, hôm qua nó mới giúp con á. Được lắm. Nè Rosan, từ bây giờ ngươi phải nghe lời ta chỉ dẫn, ta sẽ thưởng cho, hiểu chưa? Còn ông lấy quyền gì mà sai khiến tôi? Ngươi mà dám láo nháo, ta sẽ sao? Ê, ê, Rosan, nó kẹt dao vô cổ ta kìa. Thôi, đừng làm vậy nữa Rosan. Đủ rồi, họ là ân nhân của mình đó. Họ đã nuôi nấng mình từ nhỏ đến lớn. Nếu không có họ thì sẽ không có mình đâu. Ừ, mình nể mặt bằng đó. Còn ngươi, hãy cho ta biết làm thế nào để bạn ta trả hết ân tình cho ngươi. Đơn giản lắm, chỉ cần các ngươi tiêu diệt thằng 404 cho ta thì mọi ân tình của ta và nó đều được xí xó. Ngươi nhớ giữ lời đó nè Lost. Tôi và bạn thực hiện chuyện đó thôi. Đúng rồi, đúng rồi, thực hiện nó đi. Nè Lost-san, tôi cảm thấy họ không phải là người tốt đâu. Cậu đừng đi theo họ nữa. Nhưng mà họ có ơn nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, biết sao giờ hả Ross? Mình hiểu mà, nên lần này mình sẽ cố gắng giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này. Ừ, ý, hình như Si đang cố gắng liên lạc với chúng ta nè. Để xem cậu ấy muốn nói gì. Hey, chào Si. Đúng vậy, tụi mình phải chiến đấu với 404 vì đây là nhiệm vụ cuối cùng mà tụi mình phải làm. Thôi, Si lo xa quá à. Hai đứa mình không lẽ đánh không lại một mình 404? Nghe nói bạn là em trai của 404, vậy bạn có thể chỉ cho mình biết anh trai của bạn đang ở đâu không? Tiếc thật, anh trai mình bận ăn bánh quy rồi, không rảnh để tiếp chuyện với hai bạn đâu. Chúng ta có thể cùng ăn bánh quy được mà. Ừ. Được lắm. Xin chào Lost-san. Nghe nói bạn đang kiếm anh trai mình hả? Đúng không? Nói mau, 404 đang ở đâu? Không bao giờ nói đâu. Có giỏi thì nhào vô. Ê bạn, phải công bằng chứ hả? Thôi, vào gốc cây đứng nghỉ mát tí đi. Ừ.
Ê, anh bạn, cho nói cái này được không hả? Hả? Ngươi biết nói? Biết chứ. Trước tiên là mình lấy cái này gà đi chứ hả? Thật là nguy hiểm quá đi. Ý, rồi xong mày rồi thằng nhóc. Tao nhịn mày lâu lắm rồi đó. Ý. Ê, ê, chưa đâu, còn nữa nè. Ê, ê, Phan, đi đâu mày bạn? Ê, cái thằng nhóc này, bộ muốn ăn mực hả mày? Mày làm gì vậy hả? Lô San, hãy nếm thử mùi quả cầu năng lượng của anh Phan. Lưỡi hái của nó có thể chém vỡ quả cầu alpha của mình. Người được lắm Lost. Né nè, né nè. Ây da, cái thằng nhóc này, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là ác mộng của bóng đêm đó hả. Chuẩn bị tiếp chiêu. Biết sự lợi hại của ta. Chơi đánh lén hả mày? Hả? Lại nữa hả? Đứng dậy đi bạn. Còn nữa đó. Ây da, thật là hay quá đi anh Pha. Đúng là không phải giận vừa đâu. Không xong rồi Lót Xanh. Không phải giận vừa đâu. Ê thằng kia, phải công bằng chứ hả? Cái gì chứ? Người muốn tiêu diệt anh trai ta hả? Là ngươi? Được lắm Lót Xanh. Lót Xanh, cậu có sao không? Cố lên bạn. Tôi không sao. Tôi sẽ cố gắng giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này. Sau đó, tôi sẽ đưa bạn về thế giới ít theo của mình. Thật hả? Cố lên. Mình rất mong qua đó để chơi với bạn. Ê, anh bạn. Hả? Khỏe không? Khỏe. Giờ tôi với bạn làm một kèo giao hữu không nè? Hả? Làm một kèo giao hữu? Đúng vậy, tôi chọn anh Pha thắng đó. Còn tôi, tất nhiên là chọn Roxanne rồi. Ok, vậy đứa nào thắng sẽ được 10 thanh sô-cô-la. Thôi, 10 cái bắp cải đi. Ờ, vậy thôi, bắp cải chọn sô-cô-la đi. Ok, okay. Thỏa thuận. Hey, nhìn cái gì, tới bạn luôn đó, nhào vô. Ý dạ, không xong rồi anh Pha ơi, cố lên, không thể tua được. Ha ha, sao mà thắng thằng bạn chiến cốt của tôi được. Ý, chưa kết thúc đâu Roxanne. Ý, sao ta lại đứng im? Ý dạ, anh Pha ơi, cố lên đi chứ. Thôi, đi lượm dép giùm bạn đi kìa. Đánh nhau mà quăng dép tùm lum mà. Thật là khổ quá mà. Cái tật căn này không bỏ, từ nhỏ tới lớn, mỗi lần té là giăng dép tùm lum mà. Ê, nè, anh Pha, tính đi, mang dép lại nè. Thôi, tôi mang giùm luôn cho. Khổ quá. Anh Pha, sao rồi, khỏe không? Cố lên. Tôi đặt hết tài sản vô bạn rồi đó. Cố lên, tôi đi vô nha. Anh Pha này sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Không xong rồi. Thôi thua, không chơi nữa đâu. Sao mà dễ vậy được? Hả? Đánh nhau dẫn chơi thôi. Bộ tính làm thiệt hả mày? Ê, thằng kia, đừng làm bậy nha mày. 404 đang ở đâu? Còn lâu, tao mới nói. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Hả? Hả?
Hiểu lầm là sao? Tất cả đều là âm mưu của Red và Robot. Hai đứa như là quân cờ mà bọn chúng lợi dụng mà thôi. Đừng tin lời bọn xấu đó. Cái gì? Bà lại nói xấu ân nhân của tôi? Bà mới chính là người xấu đó. Còn con, Lassan, không lẽ đến bây giờ con vẫn chưa nhận ra ta à? Bà im đi. Tôi không có liên quan gì tới bà hết. Ủa mẹ, ai làm mẹ khóc vậy? Mẹ, không sao, biết không? Nó đó, nó làm bà về khóc đó. Rồi sao? Ủa? Gì vậy? Ủa? Sao ngồi đây rồi? Sao dám làm mẹ ta khóc? Chết mẹ! Ủa? Ủa? Chân á? Vụ gì vậy? Thôi, được rồi Lassan, cậu cứ vào nghỉ ngơi đi. Cô bạn này cứ để tôi lo. Không ngờ con gái cũng có thể mạnh như vậy sao? Không ngờ sức mạnh của cô bé này lại lớn đến vậy. Đã như vậy, ta phải dùng chiêu này thôi. Cẩn thận đó con. Ấy, sao kỳ vậy bạn? Đánh con gái hả? Có giỏi thì đánh với tôi nè. Thôi đi thằng ông nội, ông mới bị đánh xong luôn á. Muốn đụng tới anh Tư, trước hết phải bước qua sắc alpha này đã. Đứng dậy đi con gái, đi theo mẹ về, mẹ trị thương cho. Còn bóng đêm ở lại, tìm cách gọi 404 đến đây. Alpha không cầm cự nổi đâu. Ê, sao biến mất tiêu rồi? Bà về, chơi ra. Nói 404 ở đâu? Không bao giờ. Hình như là tới rồi à? Anh trai phải không? Hay lắm. Anh Tư. Ha ha, cuối cùng cũng đã tới rồi. Mày xuất hiện lúc nào cũng ngầu hết bóng ơi. Thì ra đây là R404 San, nhân vật mạnh nhất Undertale đây rồi. Anh trai, cuối cùng anh đã tới rồi. Dạ em không sao. Dạ. Dạ. Dạ, anh nhớ cẩn thận đó. Đâu có dễ vậy được. Hiếm khi nào có thể gặp được R404 xanh lắm. Ây da, hồi nãy tôi đặt cược bản đó, làm tôi thua cái bắp cải sô-cô-la rồi. Vậy là mình sắp hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này rồi đó Roxanne. Hãy nhanh đánh bại hắn, và rồi mình cùng rời trái đất này thôi. Đúng vậy, mình cũng chán việc đánh nhau lắm rồi. Bắt đầu thôi, 404. Không biết bạn có đủ sức để đánh với hai đứa tôi không hả? Ấy. Wow, anh của bạn chấp hai đứa một lượt luôn cơ. Anh chơi. Ấy.
Không hổ danh là người mạnh nhất Undertale. Nhưng như vậy là chưa đủ mạnh đâu anh bạn à. Lost, hãy cùng tôi nào. Mình hiểu rồi. Anh chơi. Ê, yên tâm đi, anh bạn chưa dùng hết sức đâu. Xem ra 404 chỉ là hư danh mà thôi. Sức mạnh quá kinh khủng. Losan, hãy dừng lại đi. Tôi mà sợ nó hả? Xem nè. Không được rồi, Losan, dừng lại. Losan, cậu có sao không? Người dám đánh bạn của ta hả? Hãy đợi đấy. Hắn quá mạnh. Đã đến lúc này, ta phải dùng hết sức để chiến đấu với người rồi. Hả? Đây là loại vũ khí gì vậy? Hả? Cậu đã sử dụng đến loại vũ khí này luôn sao? Hết đâu, ta sẽ giúp bạn ta hoàn thành cái nhiệm vụ cuối cùng này. Hãy thưởng thức cơn lốc của Roshan. Hả? Anh trai, anh có sao không? Không được rồi. Yên tâm đi Alpha, bây giờ mới bắt đầu nè. Thấy chưa? Đã biến hình dạng này rồi thì tụi nó chết chắc. Đã xong rồi, 404 đã bị hạ. Mình cùng về thôi Losan. Hả? Thật sao? Ừ. Vậy mình cùng về thôi. Hả? 404 đang bay kìa. Cái gì? Hả? Sao lại có thể? Hắn lại có thể đạt đến đẳng cấp cao đến như vậy? Hả? Roshan, cậu có sao không? Tỉnh lại đi, Roshan. Tôi xin lỗi, tại tôi mà cậu mới ra nông nỗi này. Tôi sẽ không kêu cậu đánh nhau nữa đâu. Tỉnh lại đi Roshan. Ngươi định làm gì? Ngươi có giỏi thì tấn công ta nè. Hả? Si, sao bạn lại đến đây? Đã hết tập này rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shop áo thế vũ.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều.